Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đối thoại với cán bộ đoàn các cấp. Tìm thấy hố chôn 17 liệt sĩ tiểu đoàn đặc công 404 hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày 5 tháng 8 1970, kết thúc hành trình hơn 10 năm tìm kiếm. Người dân Ninh Thuận thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn. Đắk Lắk triệt phá đường dây đánh bạc quy mô mỗi tháng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. WHO nối lại thử nghiệm thuốc chữa sốt rét trong điều trị COVID-19. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành. Cuộc họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, bên cạnh việc đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nghe báo cáo các giải pháp phục hồi, phát triển ngành du lịch và ngành công nghiệp của tỉnh, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 42 của Chính phủ và quyết định 15 của Thủ tướng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy sau một thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, hầu hết các ngành lĩnh vực bắt đầu phục hồi và tăng trưởng đáng kể so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng hơn 30% so với tháng trước. Tuy nhiên, cộng dồn 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 26% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết các nhóm ngành. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ nên phải hoạt động cầm chừng, hiệu suất công việc không cao. Lĩnh vực thương mại dịch vụ có tăng so với tháng trước nhưng vẫn còn thấp so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm gần 17,9 nghìn tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú ước tính gần 499 nghìn lượt, giảm hơn 67% so với cùng kỳ. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đơn vị liên quan xây dựng phương án, giải pháp phát triển du lịch và kích cầu khôi phục thị trường khách du lịch đến Quảng Nam sau dịch bệnh COVID-19. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt hơn 7.200 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm và giảm 32% so với cùng kỳ. Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa giảm mạnh như thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu hơn 1.500 tỷ đồng bằng 29% dự toán, giảm 45% so cùng kỳ. Về tình hình chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nghị quyết 42 của Chính phủ và quyết định 15 của Thủ tướng, trong đợt 1, tỉnh đã phê duyệt 4 nhóm người dân được hỗ trợ với tổng số hơn 216.000 người. Tổng kinh phí được phê duyệt trên 250 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 19 tháng 5, đã có hơn 170.000 người được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 212 tỷ đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị trong thời gian tới, các ngành cần thực hiện quyết liệt, cụ thể những nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch hành động phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Để đảm bảo thu chi ngân sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh nghiên cứu xây dựng nhiều phương án để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế. Yêu cầu mỗi ngành đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng các nguồn hỗ trợ từ trung ương xã hội hóa. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội dự báo tình hình lao động trên địa bàn tỉnh, chủ động có giải pháp ứng phó với tình trạng thất nghiệp, đồng thời thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,
giữ ổn định sản xuất nông nghiệp, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác cách ly đối với công dân trở về từ nước ngoài. Sáng qua, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 100 cán bộ đoàn các cấp và thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cùng chủ trì diễn đàn đối thoại có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh. Phát biểu khai mạc diễn đàn đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin đến các đoàn viên thanh niên một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam, đồng thời cho biết buổi đối thoại là cơ hội để các bạn trẻ bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân, góp phần vào sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà. Đảng và nhà nước luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện hóa các ý tưởng, khát vọng, cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Tại buổi đối thoại, các đoàn viên thanh niên chia sẻ kiến nghị, đề xuất ý tưởng trên nhiều lĩnh vực như công tác phát triển đảng viên trẻ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Các vấn đề mang tính thời sự của tỉnh cũng được chia sẻ tại diễn đàn như vấn đề xử lý rác thải và khuyến khích hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên có liên quan đến giải quyết vấn đề rác thải. Hiện nay, vấn đề rác thải đang là một sự quan tâm, dành sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt trong đó là rác thải nhựa. Thì trong thời gian qua, tỉnh của chúng ta cũng đã có nhiều chỉ thị, nhiều kế hoạch để thực hiện cái nội dung này với nhiều hình thức như là đổi rác thải nhựa, lấy cây xanh hoặc là lấy các vật dụng sinh thái cũng như là vật dụng phù hợp với lại môi trường trong gia đình. Tuy nhiên thì những mô hình đó còn quá ít, chưa thể thực hiện một cách triệt để cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo cùng các cơ chế chính sách hỗ trợ cho thanh niên lập thân lập nghiệp được nhiều bạn trẻ quan tâm chia sẻ tại diễn đàn. Nhiều bạn trẻ có khát khao, có cái tâm huyết và có cái ước muốn là làm giàu cho quê hương của mình, nhưng mà lại khó khăn trong cái việc mà tiếp cận cái nguồn vốn. Chính vì vậy cho nên là cũng đề xuất với lại các vị lãnh đạo tỉnh là cho phép cái chủ trương thống nhất, cái chủ trương đó là thành lập các cái chương trình tín dụng tại các ngân hàng để cho thanh niên có điều kiện mà tiếp cận các nguồn vốn vay. Trao đổi tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ghi nhận các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đang ngày càng được đầu tư bài bản, có chất lượng cao. Trong cái nội dung khởi nghiệp này, từ là vốn cho khởi nghiệp, từ đầu ra cho khởi nghiệp, rồi là từ cung cấp thông tin cho hoạt động khởi nghiệp vân vân rất nhiều. Để báo cáo với các bạn là tỉnh của chúng ta là được Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan được giao triển khai chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu trong cái top đi đầu của cả nước về là phong trào khởi nghiệp. Chúng ta đi sau nhưng mà chúng ta làm rất là chắc, làm mang tính là triển khai đều từ cái tổ khởi nghiệp ban đầu cho đến bây giờ là chúng ta thành lập ban điều hành đó, và từ không có gì cho đến hiện nay là chúng ta đã có 12 cái câu lạc bộ khởi nghiệp ở trên là toàn tỉnh đó. Đã có 17 trên 18 địa phương ban hành cái kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, đã thành lập được quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với cái vốn là 50 tỷ đồng. Cho vay được 17 dự án, trong đó cái dự án mà cho vay lớn nhất là gần 10 tỷ, cho vay không lãi suất. Diễn đàn cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực khác nhau như tình trạng người trẻ vi phạm pháp luật, lạm dụng chất kích thích có chiều hướng gia tăng đã gây ra những hệ lụy cho gia đình và xã hội. Chương trình hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Các nội dung kiến nghị đề xuất đã được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng các đại biểu ghi nhận và trao đổi giải quyết ngay tại diễn đàn. Thì sau một buổi làm việc phải nói hết sức tinh thần khẩn trương, tôi cũng thấy là rất vui là cởi mở, các bạn thanh niên là nói hết sức cởi mở. Tôi còn nhiều vấn đề trong đời sống xã hội nữa, tuy là không giải quyết hết được, cũng có dịp sẽ gặp là ở vị trí này hay vị trí khác, hoặc là tiếp xúc cử tri hoặc qua hội đồng nhân dân tiếp xúc thì các bạn cũng có điều kiện để phát biểu. Cái ước vọng, cái mong muốn của tôi cũng như thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, mong muốn các bạn cố gắng phấn đấu rèn luyện hơn nữa. Rồi mùa khó khăn như ngày hôm nay là tôi đổi là anh Thanh đã tiếp thu, tôi sẽ tiếp thu trong quá trình chỉ đạo sẽ tạo mua điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh niên hoạt động.
và có cơ hội để tác động và phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng nhấn mạnh, những giải pháp kiến nghị của thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần hình thành những định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ đến. Sáng qua, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Dương Mộng Huyền, trợ lý trưởng ban, viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, cán bộ làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện công văn số 11302 ngày 6 tháng 5 năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương về góp ý dự thảo quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với đoàn công tác. Những năm qua, Quảng Nam tích cực vận dụng sáng tạo của cán bộ để thực hiện các giải pháp phát triển toàn diện địa phương. Đặc biệt, thành công lớn nhất là triển khai 6 nhóm dự án vùng Đông trở thành vùng động lực của tỉnh, đồng thời 5 nhóm dự án phát triển vùng Tây đối với 9 huyện miền núi. Sự đồng thuận từ phía người dân và các cấp chính quyền, các dự án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Đồng chí Dương Mộng Huyền, trợ lý trưởng ban, viện trưởng Viện Khoa học khẳng định, Quảng Nam triển khai các ý tưởng xây dựng mô hình mới khá hay, biến giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế. Đây thực sự là cuộc cách mạng mang tính điển hình, nằm ngoài tư duy thông thường, cần tiếp tục vận dụng. Đồng chí Dương Mộng Huyền nhấn mạnh, Quảng Nam tăng cường khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Ngoài những điểm sáng từ phát triển vùng Đông, vùng Tây, Quảng Nam còn có những cá nhân cán bộ tâm huyết, dám nghĩ, dám làm rất tiêu biểu, cần được bảo vệ, ủng hộ. Trong đó, cách mà Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung đang hướng tới là xây dựng du lịch bền vững, du lịch xanh, bảo tồn văn hóa vùng miền. Chiều qua, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh liên quan đến hoạt động của tổ chức hội từ đầu năm đến nay, định hướng nội dung chương trình kế hoạch hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Dưới sự chỉ đạo chung của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì các cấp hội cùng vào cuộc với các ban ngành phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Theo đó, hội trực tiếp hỗ trợ quà hiện vật cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, triển khai thẩm định các dự án hỗ trợ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và giải ngân kịp thời 15 tỷ đồng đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân vay vốn. Tại cuộc họp, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp năm 2020, dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020, đồng thời sẽ tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhằm tuyên dương các gương nông dân điển hình tiên tiến. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hai hoạt động quan trọng này trong thời gian tới. Việc tổ chức hội chợ rất chính đáng, góp phần kích cầu sản xuất để phát triển mạnh nền nông nghiệp, quảng bá các mặt hàng nông sản của Quảng Nam. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục giám sát các gói hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, tích cực tuyên truyền để việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, đồng thời hỗ trợ bà con nông dân trong tình hình hạn hán phục hồi sản xuất sau dịch. Dự án khu du lịch biển cao cấp Le Meridien là dự án du lịch vừa được công ty cổ phần Ambiland Tonkin tiếp nhận theo giấy phép thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp vào đầu tháng 10 năm 2019. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới, song do tác động của đại dịch COVID-19 và một số yếu tố khách quan, chủ đầu tư đề nghị được giãn tiến độ. Để giải quyết đề xuất của Ambiland Tonkin, sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và thị xã Điện Bàn đã kiểm tra thực tế dự án và làm việc với chủ đầu tư. Dự án Le Meridien sau khi được cấp phép thay đổi vào tháng 10 năm 2019 đã được triển khai với quy mô 79 biệt thự du lịch, khu khách sạn 340 phòng, 306 khu căn hộ cao cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ hơn 900 người và khu dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí, cùng với khu du lịch biệt thự và các hạng mục phụ trợ khác. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500, chủ đầu tư đã triển khai đồng loạt các bước thủ tục và triển khai thi công. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 và một số tồn tại về thủ tục, dự án đã mất ít nhất 4 tháng không thể thi công, hơn 1 năm để chờ hoàn thiện thủ tục. Vì vậy, tiến độ cam kết hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 2020 là khó khả thi. Chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã đồng ý về chủ trương đối với đề xuất giãn tiến độ dự án của Ambiland Tonkin. Có lý do khách quan như thế, thì chủ trương là bây giờ trình rất cụ thể lại. Triển khai báo cáo cho Sở Kế hoạch Đầu tư sớm, và khi Sở Kế hoạch Đầu tư nhận được cái giải trình của công ty một cái kế như tôi vừa nêu, cái nội dung như tôi vừa nêu, thì khẩn trương triển khai lấy ý kiến của sở ngành
Kể từ khi mà nhận được cái báo cáo giải trình của công ty thì sẽ lấy ý kiến trong vòng 15 ngày thôi, anh em biết đấy. 15 ngày lấy ý kiến, 12 tuần nữa, 2 tuần làm việc. Sở ngành nào không trả lời sẽ như thống nhất để báo cáo ủy ban tỉnh, rồi ủy ban tỉnh xem xét quyết định việc này. Đó là câu chuyện do họ. Thứ nhất. Cái thứ hai thì về cái điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thì cái này sẽ là rồi 50 năm hay 70 năm rồi vân vân. Cái này thì phải làm cái tổng thể chứ cũng không phải làm riêng cái bờ bể lãnh thổ kia được. Cho nên do Sở Tài nguyên Môi trường liên quan đến cái này thì vừa rồi có báo cáo thì thực hiện theo ý kiến kết luận của chủ tịch tại cái vừa rồi. Với tinh thần chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư trước những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động, đẩy nhanh tiến độ và đưa dự án đi vào hoạt động sớm nhất có thể. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã chỉ đạo cụ thể các sở ban ngành linh hoạt xử lý các thủ tục theo quy định mới. Sau hơn 20 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự chứng kiến của các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ, lực lượng quân sự huyện Phước Sơn đã tìm thấy hố chôn 17 liệt sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công 404 hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 1970, kết thúc hành trình hơn 10 năm tìm kiếm. Việc tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hy sinh tại trận địa Khâm Đức lần này được xem là kỳ tích, bởi đã hơn 20 năm qua, thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh đồng đội năm xưa đã tiến hành hàng chục cuộc tìm kiếm, hàng ngàn khối đất đá tại khu vực sân bay Khâm Đức được xới tung lên vẫn không tìm thấy. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, huyện Phước Sơn đã thông báo cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Theo nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh tiểu đoàn 404, mong muốn các liệt sĩ được an táng chung trong một ngôi mộ. Hiện nay hài cốt các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện để làm lễ truy điệu theo quy định. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua mục Mở cửa ngày mới. Thưa quý vị, tình trạng thiếu nước sạch kéo dài làm đảo lộn cuộc sống của các hộ dân vùng nắng hạn Ninh Thuận. Với những hộ dân khu vực duyên hải, cuộc sống càng khó khăn hơn khi phải sống chung với cả hạn hán và xâm nhập mặn. Đây là bể chứa nước của gia đình ông Phạm Phước. Nguồn nước được bơm từ giếng khoan lên. Nước nhìn rất trong nhưng bị nhiễm mặn nặng, không thể sử dụng cho việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều tuần nay ông Phước phải đi mua về dùng, giá mỗi can 20 lít là 1.000 đồng. Ở đây bà con rất khó khổ lắm, đi ra ở vài dùng sông mới này là cũng như là mình mua nước để giờ xài. Mà có khi người ta chia sẻ lại người ta bán cho mình là 1.000 một bịch, hoặc có khi người ta buồn người ta đóng cửa, mình phải đứng mình chờ. Nắng hạn kéo dài khiến nguồn nước ngầm sụt giảm, giếng đào cạn kiệt, giếng khoan nếu còn nước thì cũng bị nhiễm mặn nặng, chỉ dùng để tắm giặt sơ. Thôn cách đường dẫn nước sạch chỉ hơn 1 km, nhưng hàng chục năm nay vẫn chưa được đưa nước về. Toàn xã Phước Hải còn khoảng 840 hộ dân chưa được đấu nối hệ thống nước sạch sinh hoạt. Trước tình trạng hạn mặn kéo dài, trong lúc chờ đầu tư toàn hệ thống nước sạch sinh hoạt, tỉnh Ninh Thuận cần khẩn trương rà soát và có phương án hỗ trợ nước sinh hoạt cho những khu vực đang thiếu nước gay gắt hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc cây phượng đổ giữa sân trường khiến một học sinh tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác rà soát đảm bảo an toàn cây xanh học đường nói riêng và cây xanh đô thị nói chung đã được khẩn trương tiến hành. Cây xanh ở nhiều trường học, tuyến đường đã được đốn hạ chặt bỏ. Thế nhưng việc đốn hạ hàng loạt này có thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng? Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây. Những ngày qua, dư luận chưa hết bàng hoàng vì vụ cây phượng vĩ đổ giữa sân trường khiến một học sinh tử vong. Càng bàng hoàng thêm khi hình ảnh chặt bỏ cây phượng, cây xanh bị đốn hạ, chặt cành trụi lũi xuất hiện ở nhiều trường học. Thế nhưng, để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm, tính chất an toàn của cây, phải có các chuyên gia, cơ quan chuyên môn thẩm định và có nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho cây. Đây là điều nhiều nhà trường đã cân nhắc, thay vì chọn chặt hạ cây vì lo sợ thiếu an toàn. Sau vụ tai nạn tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3 và để đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa giông đã tới, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý cây xanh nơi công cộng, đường phố, trường học, bệnh viện. Đây là điều được người dân đồng tình, thế nhưng điều cần hơn nữa là việc đảm bảo an toàn phải đi liền với việc bảo tồn, phát triển mảng xanh khi Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang thiếu cây xanh trầm trọng.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 540 triệu mét vuông cây xanh, riêng nội thành có gần 5,5 triệu mét vuông cây xanh, chiếm 1%. Trong khi khu vực này tập trung gần 90% dân số, độ che phủ bình quân đầu người chưa tới 1 mét vuông, không đạt quy chuẩn và chỉ bằng 1 phần 10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Hôm qua, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 20 tỷ đồng. Trước đó, tối ngày 3 tháng 6, Công an thành phố đã đồng loạt ra quân triệt xóa, đưa 12 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc về trụ sở để làm việc. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Hồ Minh Trí, 29 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu. Khoảng tháng 5 2020, Nguyễn Hải Hùng, 25 tuổi, trú cùng phường có quen biết với Trí. Vì biết Trí có cung cấp với tài khoản để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nên Hùng đã đặt vấn đề và mua một tài khoản. Sau đó, Hùng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc. Ngoài ra, đường dây này còn tổ chức ghi số đề mỗi tháng giao dịch trên 20 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, làng Bích Hòa Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, những ngày sau dịch Covid-19 đang khoác lên cho mình một tấm áo mới để chào đón du khách thập phương ghé thăm. Những chiếc thuyền thúng lặng lẽ phai màu trước nắng gió của biển Tam Thanh, một lần nữa là được các họa sĩ đến từ thủ đô thổi hồn đầy sinh động. Và trong lần trở lại này, đơn thuần bằng tình yêu với đất và con người làng Bích Hòa, các họa sĩ một lần nữa lại cống hiến những sáng tạo nghệ thuật cho làng chài Tam Thanh. Trong suốt một tuần qua, bất chấp cái nắng gay gắt của miền Trung, các họa sĩ địa phương và các họa sĩ từ thủ đô Hà Nội vẫn hăng say tô vẽ cho những bức tranh tường đã bị phai mờ vì nắng mưa. Trong lần trở lại này, ngoài việc khôi phục lại không gian nghệ thuật cho làng Bích Hòa, các họa sĩ còn mang đến nhiều tác phẩm tạo hình độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện như tác phẩm Chiếc thuyền chuyển động của họa sĩ Nguyên Châu, Giữa con dốc dẫn về làng chài, tác phẩm như một điểm nhấn đầy sinh động. Thì con thuyền này đặt ở trên cái đất liền này thôi, nhưng mà tôi thiết kế cái hệ thống động cơ để cho con thuyền nó lên xuống mà nó như là tiến ra biển ấy. Thì nó cũng nói lên một khát vọng của ngư dân Việt Nam là bám biển. Cơn dịch Covid-19 tạm qua đi, con đường nhựa nhỏ vòng ven biển Tam Thanh vẫn vắng khách ghé thăm. Những anh chị em đồng nghiệp trong giới họa sĩ lại rủ rê nhau tạm gác lại những công việc bận rộn nơi thành thị để cùng về tô điểm lại cho làng chài Tam Thanh. Mỗi người một việc, một ý tưởng. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục thúng tròn đã khoác lên mình màu sắc xinh đẹp. Trên các bức tường cao, hàng rào hai khung cửa, các họa sĩ khắc họa tình yêu với biển với những nét bình dị của người dân làng chài qua những bức tranh rực rỡ. Từ khi chúng tôi đến đây là nói tiếp nối cái câu chuyện của các họa sĩ Hàn Quốc đấy, và cũng mong muốn là có một cái tạo ra được một cái không gian cùng với bà con ở làng làm trở thành một cái điểm du lịch đấy, gắn với cả nghệ thuật cộng đồng đấy. Thì ngoài là cái làng không rác, cái làng Bách Hoa thì còn là một cái làng nghệ thuật đấy, và mỗi một năm thì sẽ được bổ sung thêm các tác phẩm nghệ thuật mới. Được biết đây là một dự án phi lợi nhuận hướng về cộng đồng. Các họa sĩ mong muốn sự thay đổi lần này sẽ góp phần thu hút nhiều du khách đến tham quan hơn, từ đó sẽ giúp nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày cách ly xã hội thì mọi lĩnh vực lại bắt đầu vào trạng thái bình thường mới, và làng chài Tam Thanh cũng vậy. Dưới bàn tay khéo léo của những người nghệ sĩ thì làng chài Tam Thanh một lần nữa lại khoác lên mình một tấm áo mới đầy màu sắc rực rỡ, sẵn sàng để chào đón những du khách đến đây trải nghiệm những ngày hè thú vị. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua thông báo sẽ nối lại việc thử nghiệm thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19, chỉ vài ngày sau khi cơ quan này khuyến cáo nên ngừng sử dụng. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dựa trên kết quả đánh giá của Ủy ban Kiểm soát An toàn Dữ liệu, các chuyên gia WHO đều thống nhất quan điểm tiếp tục nối lại tất cả các thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine. Đây cũng là loại thuốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy thử nghiệm trong một phương pháp điều trị khả thi cho bệnh nhân COVID-19. Trước đó, ngày 25 tháng 5, WHO đã quyết định ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19 do lo ngại về tính an toàn của loại thuốc này.
Cũng tại buổi họp báo, chuyên gia dịch tễ học của WHO, bà Maria Van Kerkhove cũng đã đưa ra khuyến cáo virus SARS-CoV-2 có thể trở nên nguy hiểm hơn nếu mọi người chủ quan. Song bà cũng khẳng định rằng bản thân loại virus này khá ổn định, không dễ biến thể khiến dịch bệnh thêm trầm trọng. Trong khi dịch COVID-19 đã hạ nhiệt tại một số nơi, thì tại khu vực Mỹ Latin, dịch bệnh vẫn đang diễn biến căng thẳng. Vừa qua, thì hàng loạt các nước như là Mexico, Chile, Brazil đều thông báo số ca tử vong tăng kỷ lục. Theo thống kê, Mexico có gần 4.000 ca nhiễm mới và gần 1.100 ca tử vong, và là ngày thứ ba số liệu này tăng mạnh sau khi chính phủ hồi đầu tháng quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội. Hiện quốc gia Bắc Trung Mỹ này có hơn 101.000 người bệnh, hơn 11.700 ca tử vong. Bộ Y tế nước này cho rằng Mexico vẫn trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số ca tử vong có thể lên đến 30.000 người. Chính phủ cho biết sẽ đóng cửa nền kinh tế nếu phát sinh ổ dịch mới. Tại điểm nóng khác của châu Mỹ là Brazil, nước này ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 21 ca tử vong. Hiện Brazil đứng thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19 với gần 590.000 ca, chỉ sau Mỹ. Nước này cũng vừa thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine được Trường Đại học Oxford của Anh và đối tác phối hợp phát triển. Dự kiến thử nghiệm lâm sàng trên người sẽ được thực hiện tại hai thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sao Paulo và Rio de Janeiro vào cuối tháng 6 này. Làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại Mỹ tiếp tục lan sang nhiều nước từ châu Âu đến châu Phi. Hàng chục nghìn người tại nhiều thành phố đã xuống đường để thể hiện tinh thần đoàn kết với phong trào chống phân biệt chủng tộc. Tại thủ đô London của Anh, hàng chục nghìn người thuộc nhiều lứa tuổi và đủ mọi màu da đã tập trung tại công viên Hyde Park rồi tuần hành về hướng tòa nhà Quốc hội Anh trước khi xuống khu vực phía nam thành phố. Ngoài London, các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở một số thành phố thị trấn khác như Belfast và Northampton. Trong khi đó, tại Hy Lạp, biểu tình đã leo thang thành bạo lực sau khi người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát trước Đại sứ quán Mỹ tại Athens. Hơn 3.000 người tham gia vào cuộc biểu tình tại thủ đô Hy Lạp, mang theo nhiều biểu ngữ phản đối phân biệt chủng tộc. Thành phố Tam Kỳ mới thay đổi ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 88%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mới thay đổi ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 88%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mới thay đổi ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 86%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mới thay đổi ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 86%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 56 đến 92%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mới thay đổi ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 92%, gió nhẹ.
Thưa quý vị, 30 phút của chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên trang website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin ngày mới số tiếp theo. Thân ái kính chào tạm biệt.